Cảnh sát Đức tịch thu tiền, khóa tài khoản và bắt giữ nhiều người Việt Nam tiêu thụ đồ ăn cắp. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2018, 180 cảnh sát liên bang Đức đã huy động để tiến hành một vụ kiểm tra lục soát lớn ở vùng Dresden và Bern nhằm bắt giữ và tịch thu tang vật của băng đảng ăn cắp và tiêu thụ đồ ăn cắp. Cảnh sát liên bang cho biết họ đã tiến hành lục soát 6 căn hộ và cửa hàng, thực hiện một lệnh bắt giữ và tạm thời bắt giữ 4 người khác. Ngoài ra, họ đã tịch thu được những giá trị tài sản không nhỏ. Các biện pháp kiểm tra tập trung vào các băng đảng người Gruzia chuyên tổ chức ăn cắp và băng đảng người Việt chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp. Trong chiến dịch lớn này, cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt giữ một phụ nữ Việt Nam 38 tuổi và tạm thời bắt giữ 4 người khác, trong đó có 2 người Gruzia cùng 29 tuổi. Hai người này đang chờ xem thẩm phán có ra quyết định bắt giữ để điều tra hay không. Hai người Việt Nam khác cũng bị tạm thời bắt giữ vì lưu trú bất hợp pháp. Cảnh sát cũng đã tịch thu được một lượng lớn rượu, mỹ phẩm, thực phẩm trẻ em và nhiều tang vật khác. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu 2 xe ô tô và tiền mặt lên tới hàng chục nghìn euro, cũng như khóa tài khoản ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng tiết kiệm xây nhà của những người liên quan để có thể tịch thu tài sản của các hung thủ. Để tiến hành chiến dịch này, cảnh sát đã điều tra từ năm 2016 theo lệnh của Viện Công tố Dresden sau khi xảy ra hàng loạt vụ ăn cắp ở nhà ga chính Dresden do những người xin tị nạn Gruzia tiến hành. Tháng 5 năm 2016, các nhà điều tra đã xác định và bắt giữ 8 hung thủ là người Gruzia. Cho tới nay, những tên kẻ cắp này đã bị xét xử và kết án nhiều năm tù. Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách đã phát hiện một số chủ cửa hàng Việt Nam chuyên mua lại đồ ăn cắp với số lượng lớn và mang đi bán lại. Thủ phạm chính người Việt bị bắt giữ hôm 11 tháng 12 cũng đã bị phát hiện trước đó ít hôm khi vận chuyển một số lượng lớn hàng ăn cắp sang Cộng hòa Séc để tiêu thụ. Quý vị vừa nghe qua bài của Thu Phương Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Cùng xin hẹn gặp lại vào bản tin lần tới. Kính chào quý vị.